Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở quận 10, chợ Hồ Thị Kỷ không chỉ là khu chợ hoa lớn nhất Sài Thành, mà còn được nhiều người biết đến là một con phố ẩm thực với các món đặc sản độc đáo của cộng đồng người gốc Campuchia sinh sống tại nơi đây. Xin chào ha, anh ấy sống tầm. Mấy cái món ở đây đều là chuẩn vị từ Thái hết. Món ăn ở đây là nói chung là khá phong phú và nó ngon. Thì một tuần là cô tới một lần, về món này là món khoái khẩu của cô. Phần lớn các tiểu thương trong chợ là người Việt kiều gốc Campuchia nên chắc chắn cũng không thể vắng mặt đủ cái món ăn Phật lạ ở xứ Angkor. Nào là bún nướng bò chóc, chè bí đỏ hột gà, bánh lọt mạnh Campuchia và các loại khô đặc sắc. Ngoài ra còn có những món ăn vặt đậm chất Sài Gòn như súp cua, nem nướng phô mai, bò nướng sả, hủ tiếu ốc, trà đào dầm. Bán được 4-5 năm rồi, cái món này là do anh tự nghĩ anh sáng tác ra. Các bạn có thể ủng hộ quán hủ tóc cũ của mình ở địa chỉ 57/21 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đang khoảng 23 năm. Ốc heo, hột gà thì nó sẽ tập trung như một cái nồi. Mọi người hãy đến shop của Thảo và ngay địa chỉ số 68/5 Hồ Thị Kỷ. Đến với chợ Hồ Thị Kỷ, bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức những món ăn lạ mang đậm hương vị đất nước xứ chùa khác. Chị là quán chè Campuchia Cô Hui. Thường á là chè Campuchia là ăn đá, xôi xiêm thì ăn nước dừa. Nó cũng ngọt vừa rồi, nó không có chát lắm, nhưng là khá là ngon. Ừ, nó lạ mà nó ngon, mà nó không ngọt nhiều. Cô chỉ bán hộp vịt luộc, cốt luộc, nước dừa, với xào me. Nếu bạn vẫn chưa sắp xếp được thời gian và điều kiện để đến Campuchia thưởng thức ẩm thực nơi đây, thì chợ Hồ Thị Kỷ sẽ là địa điểm lý tưởng và sự lựa chọn sáng suốt. Ôi, tưởng không no, thế mà lo không tưởng. Đến Hồ Thị Kỷ đúng là quyết định sáng suốt. Đúng rồi, phải chi mà nhà mình gần đây ha, chắc ngày nào cũng tới đây ăn luôn á. Rồi, nhớ nha, nhớ ăn nha. Lúc ăn hết mình, lúc mập hết hồn à. Trời ơi, nó giỡn mà. Được thôi, bạn nào mà chưa đến Hồ Thị Kỷ thì nhanh chân đến đây nha. Sẽ là một trải nghiệm ẩm thực thú vị đó.